Để mình đoán thử nha, có phải là trong quá trình tự học tiếng Anh thì kỹ năng đọc hiểu, reading là kỹ năng mà các bạn cảm thấy khó khăn và gặp nhiều trở ngại nhất đúng không? Có rất nhiều bạn chia sẻ với mình là mọi người cảm thấy vô cùng chán nản khi mà học reading. Bạn cảm thấy khó khăn khi mà đọc một bài đọc quá dài và có quá là nhiều từ vựng khó. Dù bạn đã cố gắng tập trung hay là đọc rất kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng mà vẫn chưa hiểu được bài đọc đang nói về vấn đề gì, hoặc là trả lời gần như là sai hết tất cả các đáp án luôn. Đối với mình, trong kỹ năng reading thì ngoài việc các bạn có một vốn từ vững chắc để hiểu được những cái từ trong bài đọc thì các bạn cũng cần có những cái kỹ năng phương pháp để làm sao mà tụi mình có thể tìm ra được câu trả lời trong thời gian ngắn nhất và câu trả lời đã phải đúng. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ share cho mọi người một số những cái tips, những cái phương pháp giúp mình có thể là luyện kỹ năng reading một cách hiệu quả. Hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn ha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Đầu tiên sẽ là dạng bài True, False, Not Given. Thì mình có một số những gợi ý về chiến lược để có thể giải quyết dạng đề này một cách hiệu quả dành cho bạn. Bây giờ mình và mọi người sẽ cùng nhau đọc và làm thử một đoạn reading nha. Bước 1 bao giờ cũng sẽ là bước mà mình đọc kỹ câu hỏi trước và gạch chân những cái ý chính trong câu hỏi. Mình đánh dấu vào những cái keyword từ khóa trong mỗi câu. Như vậy thì mình sẽ tập trung vào thông tin chính ở trong câu đó. Bước 2, sau khi gạch chân từ khóa xong thì mình sẽ chuyển sang scanning hoặc skimming đoạn văn để tìm thông tin. Bạn hãy cố gắng nhìn vào đoạn văn và đọc quét để mình tìm thấy những cái từ giống hoặc là có nghĩa tương đồng, synonyms với cái từ trong câu hỏi. Ví dụ như khi mà bạn đọc câu số 1 thì bạn nên nghĩ đến những cái từ nào mà có thể giúp bạn tìm ra được cái thông tin là chồng của Mary có phải là đồng chiến thắng hai cái giải Nobel hay không. Thì khi mình nhìn vào bài đọc, mình sẽ thấy có một cái từ mà đồng nghĩa với cái từ đó, đó chính là từ sole, có nghĩa là duy nhất, và mô tả Mary chính là người duy nhất trong chiến thắng giải Nobel thứ hai của bà. Thì mình sẽ suy ra được câu trả lời cho câu hỏi này chính là false, vì nó sai. Tiếp đến thì tụi mình sẽ thực hành với câu hỏi số 2. Mary became interested in science when she was a child. Đối với câu hỏi này thì tụi mình sẽ gạch chân được những cái từ khóa, ví dụ như là interested hoặc là a child. Mình sẽ tập trung tìm thông tin cho biết là Marie Curie có thật sự yêu thích môn khoa học từ khi còn là một đứa trẻ hay không. Khi nhìn vào bài đọc thì mình sẽ tìm thấy được một số những cái thông tin có liên quan đến câu hỏi này, ví dụ như là from a childhood, Mary was remarkable for her prodigious memory, là từ khi còn nhỏ thì bà đã có trí nhớ phi thường. Ở tuổi 16 thì bà đoạt huy chương vàng khi hoàn tất bậc trung học. Đây là những cái thông tin duy nhất liên quan đến thời thiên thiếu của bà. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là không có thông tin nào mà nó đề cập đến khoa học hoặc là niềm yêu thích của bà dành cho môn khoa học từ khi còn nhỏ. Do là mình không tìm được thông tin liên quan nên câu trả lời sẽ là not given. Ở câu hỏi số 3 thì người ta nói là Mary có thể nhập học được cái ngôi trường này là bởi vì tài chính từ người chị. Một cái từ khóa quan trọng ở đây là từ khóa because, bởi vì vế sau nó sẽ cung cấp cho tụi mình cái lý do. Mọi người có thể tìm thấy được thông tin từ chỗ from her earnings đến chỗ get an education. Nội dung của đoạn này là gì? Đó là bà có thể chi trả học phí cho người chị đang theo học ngành y tại Paris với lời hứa rằng là chị sau đó sẽ giúp đỡ lại cho việc học của bà. Vì thế với câu hỏi này thì mình sẽ trả lời được là true. Qua các kinh nghiệm làm cái dạng đề True, False, Not Given này thì mình nhận thấy là 90-95% những cái bài đọc đều sẽ chứa đáp án theo thứ tự, có nghĩa là lần lượt theo từng đoạn A, B, C, D. Nên khi mà bạn muốn tìm đáp án cho bất kỳ một cái câu hỏi nào thì cái thông tin mà bạn định vị nó cũng sẽ đi theo thứ tự lần lượt như vậy. Một trong những phương pháp cực kỳ hiệu quả mà mình rất là highly recommend các bạn nên áp dụng trong quá trình làm reading đó là các bạn hãy cố gắng lập bảng keyword, hay mình còn gọi là bảng paraphrase như mọi người đang thấy ở đây. Vậy làm sao để tụi mình có thể lập được một cái bảng keyword một cách đúng và hiệu quả? Thì tụi mình có một số bước như sau. Bước 1 là các bạn hãy đọc câu hỏi, xác định và gạch chân các từ khóa trong câu hỏi đó. Bước thứ 2 là các bạn hãy quay trở lại cái đoạn văn bản reading, hãy tìm và gạch chân những cái từ hoặc là cụm từ mang nghĩa tương tự với những cái từ khóa mà các bạn đã xác định được ở bước 1. Và bước 3 là các bạn sẽ lập cái bảng keyword với những cái từ và cụm từ mà các bạn đã tìm được ở hai cái bước vừa rồi. Đây là một cái bước rất hay giúp cho các bạn có thể tập trung tìm những cái từ đồng nghĩa, trái nghĩa giữa câu hỏi và bài đọc, cũng như là giúp các bạn nhớ thêm được rất rất nhiều từ vựng mới và nâng cao ban điểm của mình. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này thì mình và mọi người cùng làm một ví dụ cụ thể nha. Ở đây thì mình sẽ có bài đọc và 4 câu hỏi ở dạng completion điền vào chỗ trống. Thì mình sẽ gạch chân những keyword trong câu hỏi, ví dụ như câu 14 thì mình sẽ có keyword là in order to, và mình đối chiếu qua bài đọc thì mình sẽ thấy synonym của từ này là từ because.
because, có nghĩa là bởi vì. Cũng ở câu 14 mình có từ make money, thì ở trong bài đọc mình sẽ có paraphrase tương tự là a means to an end, có nghĩa là kiếm lời hoặc kiếm tiền. Ví dụ như ở câu 15 thì mình có từ a feeling of, thì khi mà đối chiếu mình sẽ thấy paraphrase của từ này đó chính là từ a sense of, có nghĩa là có cảm xúc về việc gì đó. Và tương tự như câu 16, 17 các bạn cũng làm như vậy. Thì tụi mình sẽ có được một cái bảng paraphrase hoàn chỉnh như mình để ở đây. Kỹ thuật nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người khi làm reading đó chính là kỹ thuật đoán nghĩa những từ vựng nào mà mình không biết. Tip đầu tiên để đoán nghĩa từ khi làm reading đó là các bạn hãy đoán nghĩa dựa trên tiền tố. Ví dụ như ở đây là một số những tiền tố mà các bạn có thể bắt gặp trong bài reading. Có tiền tố thì chắc chắn cũng sẽ có hậu tố, và đây là các bạn mà các bạn nên học thuộc. Thứ hai là các bạn có thể đoán nghĩa từ dựa vào vế đằng trước hoặc là vế đằng sau của từ mà bạn không biết nghĩa. Ví dụ như ở đây bạn không biết nghĩa từ beverage, nhưng mà các bạn thấy là đằng sau nó sẽ có những từ như là tea, coffee, hot chocolate, có nghĩa là trà, cà phê và sô-cô-la nóng, thì tụi mình có thể ngầm hiểu là cái từ đằng trước nó sẽ chỉ là những cái đồ uống. Ngoài ra còn một số mẹo nữa mà mình cũng hay áp dụng khi mà mình không hiểu nghĩa của từ, đó chính là mình sẽ tự bỏ qua một số từ nếu như mà nó không thực sự cần thiết, mình sẽ lược bỏ qua và mình tiếp tục đọc cái ý tiếp theo luôn. Và nhớ là sau khi giải đề xong thì các bạn nên dành thời gian để tra từ điển và ghi chép thật là rõ ràng cụ thể nghĩa của từ để mình có thể học, và lỡ có bắt gặp lại sau này thì mình sẽ không còn lúng túng nữa nha. Đối với dạng short answer question thì dạng bài này sẽ yêu cầu các bạn phải trả lời câu hỏi bằng những từ hoặc là cụm từ được lấy trực tiếp từ trong bài đọc luôn. Bước 1 là các bạn phải đọc thật là kỹ yêu cầu của đề bài để xác định được cái số lượng từ mà bạn phải điền vào chỗ trống. Có những đề bài sẽ là one word only, có nghĩa là mình chỉ điền duy nhất một từ vào chỗ trống thôi. Nhưng mà sẽ có những đề bài là no more than 3 words or a number. Thì trong yêu cầu này, mình sẽ vừa có viết từ và vừa có viết số luôn. Bước 2 tương tự như những dạng khác trong reading, mình cũng sẽ đọc kỹ câu hỏi và gạch chân keyword, từ khóa. Keyword ở đây sẽ được chia làm hai dạng là changeable keywords và unchangeable keywords. Changeable keyword là những từ khóa có thể biến đổi được trong bài, có thể là được paraphrase lại theo cách khác. Còn unchangeable keyword là những từ khóa không thể bị biến đổi. Đây thường là tên riêng, số liệu, ngày, tháng, chính xác cụ thể luôn. Bước 3 là mình sẽ áp dụng phương pháp skimming đọc lướt để nắm bắt thông tin của toàn bộ đoạn văn và ý chung của từng đoạn văn. Có thể là chú ý vào câu đầu tiên để nắm được câu chủ đề topic sentence. Ví dụ như với cái đoạn đọc hiểu ở đây thì các bạn sẽ thấy là cả đoạn văn đang nói về stepwells là giếng bậc thang. Ý chính của đoạn 1 nói về cấu tạo của giếng bậc thang, còn đoạn 2 thì sẽ nói về những cái loại cấu trúc khác nhau của giếng bậc thang và đi sâu hơn và giới thiệu từng cái chi tiết của giếng luôn. Bước 4, bạn sẽ xác định đoạn văn chứa đáp án. Sau khi đã đọc lướt qua toàn bộ bài đọc rồi thì các bạn hãy đọc lại câu hỏi một lần nữa để xác định các từ khóa đã gạch chân, sau đó đọc lại đoạn văn để mình đối chiếu với câu hỏi và mình tìm ra được câu trả lời. Khi học reading ở The Real IELTS thì tụi mình không chỉ được hướng dẫn những cái kỹ năng phương pháp để có thể giải quyết những cái dạng bài trong kỹ năng reading IELTS, mà tụi mình còn được thầy cô trực tiếp luyện đề, hướng dẫn làm đề chung với mình luôn. Thầy cô sẽ luyện đọc, luyện nghe cùng mình, chỉ cho mình cách tiếp cận như thế nào cho đúng, chính xác, chỉ mình cách phân bổ thời gian cực kỳ hiệu quả. Khi mà được kèm sát như vậy thì mình sẽ biết được là để làm đúng được một bài reading thì mình phải đọc như thế nào, mình phải nắm ý chính, tóm tắt ý chính như thế nào. Như vậy thì mình sẽ cải thiện nhanh hơn rất là nhiều so với việc mà mình tự đọc nhưng mà mình loay hoay không biết là cách tiếp cận một bài đọc reading thế nào cho đúng và khoa học nhất. Đồng thời trong quá trình học thì thầy cô cũng sẽ gửi cho tụi mình rất nhiều những cái tài liệu hay ho và bổ ích, không chỉ trong kỹ năng reading mà còn trong tất cả những kỹ năng còn lại như listening, speaking hoặc là writing, những cái bộ đề thi sát với đề thi thật luôn. Như vậy thì mình sẽ thoải mái làm đề, không phải tốn thời gian tự mày mò tìm đề mà còn không uy tín. Thầy cô sẽ soạn sẵn giáo án chi tiết, cần thiết, lộ trình phù hợp với khả năng hiện tại của mình luôn. Vì thế nếu như bạn đang là học sinh, sinh viên mà muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình để có thể là đạt điểm cao trong những cái kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như là IELTS thì mình rất là highly recommend mọi người tham gia các lớp học ở The Real IELTS nha. Tụi mình sẽ được test đầu vào miễn phí cho cả 4 kỹ năng. Sau khi làm bài test xong thì tụi mình sẽ nhận được kết quả của bản thân ngay, và thầy cô sẽ đưa ra lộ trình cá nhân hóa dành riêng cho bản thân mình để có thể là phân lớp phù hợp với bang điểm IELTS hiện tại. Tất cả những thầy cô ở The Real IELTS
IELTS đều là thầy cô giỏi, giàu kinh nghiệm, đạt từ 8.0 đến 8.5 IELTS, thậm chí là có nhiều thầy cô đạt 9.0 ở những kỹ năng của IELTS. Đối với kỹ năng writing thì mình thấy là cách chấm bài writing của thầy cô ở The Real IELTS mình thấy phải nói là cực kỳ chi tiết luôn, sửa từng câu, từng chữ, mà thầy cô không chỉ chỉ ra lỗi sai cho mình mà còn đề xuất cho mình cách khắc phục, cách sửa lại sao cho đúng, sao cho hay, cách paraphrase lại sao cho tự nhiên, lên bố cục một bài viết như thế nào, brainstorm ý tưởng, idea cho bài writing làm sao. Và mình cứ dựa theo những cái feedback, những cái nhận xét đó của thầy cô để mình phát huy những cái điểm mạnh của bản thân mình, cũng như là khắc phục, sửa chữa những cái lỗi sai để trong những cái bài writing lần sau thì mình sẽ viết tốt hơn, mình viết hay hơn và mình nâng bản điểm của mình lên. Có một phần quà mà mình muốn dành tặng cho tất cả các bạn khán giả đang xem video ngày hôm nay của Emily, đó là khi các bạn đăng ký ở link mình để dưới khung mô tả thì các bạn sẽ nhận được một slot học thử miễn phí tại The Real IELTS với thầy cô 8.0-8.5 IELTS. Buổi học này là hoàn toàn miễn phí nhưng mà sẽ chỉ có giới hạn thôi, nên là các bạn nhanh tay đăng ký nha. Đối với dạng short answer question thì dạng bài này sẽ yêu cầu các bạn phải trả lời câu hỏi bằng những từ hoặc là cụm từ được lấy trực tiếp từ trong bài đọc luôn. Bước 1 là các bạn phải đọc thật là kỹ yêu cầu của đề bài để xác định được cái số lượng từ mà bạn phải điền vào chỗ trống. Có những đề bài sẽ là one word only, có nghĩa là mình chỉ điền duy nhất một từ vào chỗ trống thôi. Nhưng mà sẽ có những đề bài là no more than 3 words or a number. Thì trong yêu cầu này, mình sẽ vừa có viết từ và vừa có viết số luôn. Bước 2 tương tự như những dạng khác trong reading, mình cũng sẽ đọc kỹ câu hỏi và gạch chân keyword, từ khóa. Keyword ở đây sẽ được chia làm hai dạng là changeable keywords và unchangeable keywords. Changeable keyword là những từ khóa có thể biến đổi được trong bài, có thể là được paraphrase lại theo cách khác. Còn unchangeable keyword là những từ khóa không thể bị biến đổi. Đây thường là tên riêng, số liệu, ngày, tháng, chính xác cụ thể luôn. Bước 3 là mình sẽ áp dụng phương pháp skimming đọc lướt để nắm bắt thông tin của toàn bộ đoạn văn và ý chung của từng đoạn văn. Có thể là chú ý vào câu đầu tiên để nắm được câu chủ đề topic sentence. Ví dụ như với cái đoạn đọc hiểu ở đây thì các bạn sẽ thấy là cả đoạn văn đang nói về stepwells là giếng bậc thang. Ý chính của đoạn 1 nói về cấu tạo của giếng bậc thang, còn đoạn 2 thì sẽ nói về những cái loại cấu trúc khác nhau của giếng bậc thang và đi sâu hơn và giới thiệu từng cái chi tiết của giếng luôn. Bước 4, bạn sẽ xác định đoạn văn chứa đáp án. Sau khi đã đọc lướt qua toàn bộ bài đọc rồi thì các bạn hãy đọc lại câu hỏi một lần nữa để xác định các từ khóa đã gạch chân, sau đó đọc lại đoạn văn để mình đối chiếu với câu hỏi và mình tìm ra được câu trả lời. Video cách để cải thiện kỹ năng reading của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video ngày hôm nay. Hy vọng là những cái tips của mình sẽ hữu ích với các bạn và giúp các bạn có thể là master kỹ năng reading trong thời gian sắp tới nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn. Nếu thích video này thì đừng quên cho mình một like, share với bạn bè và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký cho kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung hữu ích nào sắp tới nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye!